Ba anh đi với con nào? Hả? Ba nào xà nào? Nói đi. Ờ, ba nào xà nào? Anh suốt ngày cắm đầu vào máy tính, cắm đầu vào công việc, làm gì có thời gian mà ba xà gái cũng nào đâu. Đừng có bảo vệ hắn ngây thơ này với tôi có chứng cứ cả đấy. Đây này, nhìn đi. Lên sàn đi, đang sôi động lắm. Ừ, có mấy em mới ngon nghe lắm, vượt mấy em cũ đi không phải tiếc. Anh đã bị xóa thông bên anh luôn. Trời ạ. Đấy, sàn là sàn về biết không? Giao dịch tiền mã hóa, các em mới là các em không hợp mới, có lời các em cũ. Chứ làm gì có ba nào sàn nào gái cũng nào đâu. Cái gì đấy? Có nhiều không? Mấy trăm triệu qua giao dịch xong. Đấy là thứ ba sàn mà kiếm ra tiền như thế này không? Thật thương. Thật xin lỗi nhá. Lúc nãy vừa tốn tắc vào đâu không? Quy động tác của sao không chồng? Thôi không dám, để tôi quỳ, tôi làm ở nhà tôi quỳ được chưa? Thôi để tôi quỳ, tôi quỳ cho mình nhá. Hả? Sao? Anh biết hôm nay làm anh bẽ mặt như thế nào không? Anh ở đâu? Nhưng ví khác anh đầy tiền. Anh đừng có mà sợ muốn. Không tin đúng không? Không tin anh gửi cho em vài đồng. Em bảo bạn em đấy, cả họ đi ăn sáng luôn hết. Đấy, thế thì khoản đi. Ui, nhiều tiền thế. Ui, ôi chồng yêu. Yêu nha. À, mà cái tiền ở trong ví đấy là cái gì đấy? À, là tiền mã hóa. Tiền mã hóa thì anh giao dịch cho Remitano. Hiện tại Remitano là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn và uy tín nhất thế giới. Một Bitcoin ấy có giá trị tiền mã hóa bây giờ là cao nhất thế giới đấy. Mà một Bitcoin ấy bằng 24 lượng vàng mà. 24 lượng vàng không? Ôi, chú yêu của em. Hả? Chưa thấy nào? Chưa thấy không? Ai thấy tên chó. Hôm nay á, tao mệt bay qua đây là để ăn cơm gà món tao á. Ồ. Tự nhiên nha, cứ ăn đi. Thôi lại đang đợi anh nghĩ vào không chứ lên. Hay là để tao vào phụ anh mua tay chứ sao lại để người yêu mà làm mình ấy. Không có cần, không cần. Cứ việc ngồi đây đi. Là hả, người yêu tao sẽ nấu xong rồi để mai cho tụi mình ăn. Ngày nào mà đang không đi chợ. Thế thì chắc là người yêu của em ngon lắm ấy nhỉ. Rồi, tuyệt vời rồi đấy. Này, tao ngửi thấy mùi gì khét khét đấy nhỉ. Hả? Anh làm cháy rồi. Mày giờ nấu ăn gì kì vậy? Bình thường anh cũng hay đi chợ. Nhưng mà đi chợ giao dịch tiền mã hóa. Hả? Ôi, tưởng cái gì? Tưởng cái gì? Đi chợ mã hóa. Đi chợ mã hóa. Chợ thế mà cũng gọi người ta sang ăn à? Chào ông mày. Hả? Sao lại ra đây? Sao lại mặc cái váy đen thui lùi này? Trời ơi, vợ có biết là chồng đang canh me Bitcoin lên hay xuống ở trên cái Mitano này này. Màu đen là màu của xui xẻo, tránh xa tôi ra, đi xa. Ủa, cái máy cũng dở mới mua mà. Chồng, chăm nha, con chăm nhìn dở đi, chỉ thay đồ đỏ rồi chồng. Bây giờ đồ đỏ là thành công rực rỡ, may mắn luôn chồng. Đâu là may mắn. Vợ có biết rằng là trên cái sàn giao dịch tiền mã hóa ấy, màu đỏ là màu của sự đi xuống á. Là bây giờ những cái đồng Bitcoin hay tiền mã hóa khác màu đỏ là nó rớt giá vợ biết không? Là phá sản ấy, là đổ nợ ấy. Tôi đi 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 đi. Ê chào. Làm đi. Suốt ngày xuống xuống. Đen thế nhở? Xui thế. Hả? Ôi ôi. Chào nhà nhá. Gọi đi ba đây. Ừ. Ba. Tại vì vợ thích đi chơi đi quẩy. Chơi nhà. Chồng đâu có chịu làm gì với vợ đâu. Nhưng mà vợ có biết là màu xanh là màu của hy vọng. Ở trên những cái sàn giao dịch tiền mã hóa, màu xanh là màu của sự đi lên. Và khi mà nó lên thì một số thứ khác nó cũng lên. Đi vào trong phòng nhé. Đi. Hả? Bây giờ ra chơi với ba nha. Để cho mẹ đi nấu cơm phụ bà nè. Chồng ơi, chồng cho con xin gỡ đi nấu cơm nha. Sợ bẩn. Bẩn gì? Trong con xin gỡ đi nè. Sợ đây đó, rồi có gì cho con uống nha. Đang bận coi tỷ giá mà. Tỷ giá gì? Coi coi gì? Coi con này chứ biết Bitcoin ngon gì? Thôi con thì cẩn thận vô á. Ừ, rồi. Nhớ hay chưa? Ừ. A few moments later. Đi. 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 Đi.
Hôm nay vợ có chuyện gì mà vui thế? Mà sao lại mua nhiều đồ thế này? Ui giời, chỗ này đáng bao nhiêu? Mới quẹt trước thẻ tín dụng hơn 100 triệu nữa chồng trả. Anh là gì có tiền? Em hài hước thế. Anh giấu em, anh vừa kể hết rồi. Bitcoin mới lên đỉnh hơn 58.000 đô. Hơn 500 triệu đấy. Anh Cường vừa bán ra 150 triệu tặng vợ hẳn hai cái túi kia kìa. Bitcoin lên đỉnh á? Hả? Cái điện thoại của cãi nhau với vợ, vợ được mất rồi còn đâu. Trời ơi, tặng vợ đi. Mới có một ngày không lên thôi mà Remitado nhiều thông tin quá. Giá mấy xu không kịp chốt lời. Thế còn đúng đồ. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Không kịp chốt lời.